Xin chào các bạn đến với Đăng Lá Sư Hobby. Các bạn đang xem chiếc Impulse 32 inch 6S đang chạy với tốc độ rất là cao. Đặc điểm của chiếc Proboat này khi các bạn giảm tốc thì nó vọt lên rất là lẹ và không phải lên một cách từ từ. Mà Impulse 32 này á là đích vi, tức là có cái body hình chữ V, có cái bụng sâu cho nên nó chạy rất là khó bị lật, và cái vỏ của nó thì làm bằng một cái loại fiber glass composite cũng khá bền và khá chắc chắn. Một cái EXC là 160 ampere, động cơ là 2000 kV và sử dụng hai cục pin, một cục 3S, hai cục 6S ghép nối tiếp với nhau. Xem chiếc tàu đang lao vào bờ với một tốc độ rất lớn và đã không có kiểm soát được và đã va vào bờ. Và chúng ta kiểm tra thử là cái tổn hại của nó như thế nào. Coi thử bể không? Bể không? Wow. Đã bị va vào cái bờ đá và đã bị bể rồi. Cái loại fiber composite này á, tuy nó độ cứng nhưng mà nó cũng không chịu được những cái va đập lớn như vậy. Bây giờ chúng tôi sẽ đem về sửa chữa lại cái mũi tàu và sẽ đem ra chạy lại. Thật là đáng tiếc, nhưng mà trong cái vấn đề khi mà các bạn chơi trong lĩnh vực hobby này á, thì những cái chuyện như vậy á, là nó rất dễ xảy ra và nhiều khi chúng ta không ngăn chặn được. Bây giờ mình xem từ cái mũi tàu nó tàu thì công việc đầu tiên là chúng tôi sấy khô nước, rồi chúng tôi dùng foam cắt lại một cái mũi tàu để dán vào bên trong để tạo cái lớp support trước, rồi sau đó chúng tôi dán cái miếng bể cũ vào, rồi chúng tôi dùng băng keo lại để tạo ra cái hình dạng mũi tàu như cũ. Như các bạn thấy, khi mình băng keo thì cố gắng rất chặt và rất theo cái hình dạng của mũi tàu. Rồi lần lần mình sẽ băng keo ra tới đầu mũi và mình chừa một cái lỗ cái epoxy vào trong cái lỗ vừa chừa như vậy và mình form lần lần để mình tạo ra một cái mũi tàu mới. Và sau khi epoxy khô tháo ra thì các bạn thấy cái hình dạng mũi tàu như vậy đó. Rồi chúng tôi sẽ làm những cái công việc tiếp theo để mà hoàn chỉnh. Bây giờ các bạn nhìn cái side view của cái mũi tàu đó, nhìn cái side view của nó, rồi đây nhìn cái top view cục tương đối là gần giống như hình dạng ban đầu. Rồi sau đó chúng tôi dùng một cái lớp mắc tiếp mà người ta hay sơn xe, chúng tôi refill lên, rồi chúng tôi đánh dị nhám và chúng tôi sơn lại cái màu đen như cũ của mũi tàu. Và đây là cái mũi tàu đã sơn xong, và một ngày hôm sau thì đây các bạn đang xem chiếc tàu này là cái ngày hôm sau chúng tôi đem lại cái chỗ màu lại và tiếp tục chạy lại. Thì chúng tôi phải nói rất là cảm thấy happy vì tất cả mọi chuyện là đều được phục hồi gần như là hoàn chỉnh và chiếc tàu vẫn lao đi với cái tốc độ rất là đẹp mắt. Đặc biệt của chiếc tàu này như chúng tôi nói lần trước á, khi các bạn bóp cò để tăng tốc á, thì nó vọt lên rất là lẹ. Đó là một điểm mà hấp dẫn nhất của chiếc tàu này so với những chiếc khác. Những cái bạn yêu thích tốc độ và thích ôm cua, thích những cái rẽ nước đẹp thì nên có cái chiếc Impulse 32 inch này. Xin nói qua về tốc độ thì cái chiếc Impulse này đạt cái tốc độ theo thiết kế là 55 mph/giờ, nghĩa là với một cái tốc độ như vậy là các bạn thấy là cũng gần trăm cái số giờ rồi, rất là cao so với một chiếc tàu nhỏ như vậy và chạy với cái tốc độ như vậy thì là phải nói quá sức là cao rồi. Rất vui mừng khi các bạn vào xem cái clip của chúng tôi và xin các bạn
ủng hộ kênh bằng cách là đăng ký và nhấn cái chuông để xem những cái clip kế tiếp. Nếu các bạn là lần đầu tiên xem clip này thì xin được giới thiệu, chúng tôi là Đặng Asi Hobby, tức là một cái kênh chuyên về cái lĩnh vực các cái đồ chơi mà điều khiển từ xa như máy bay, xe, tàu, thuyền, nhất là các bạn ở Việt Nam á, chúng tôi nói tiếng Việt thì các bạn có thể hiểu đầy đủ và cũng là chúng ta giao tiếp với nhau qua cái kênh Facebook này, và để trao đổi những cái kinh nghiệm, chia sẻ những cái niềm vui trong cái vấn đề chơi những cái tàu, xe, thuyền điều khiển từ xa. Chúng tôi biết là hiện nay bên Việt Nam có bộ môn chơi này cũng rất là phát triển, nhưng mà cái thông tin để mà giao lưu là nó còn chưa được đầy đủ, cho nên thành ra là chúng tôi làm những cái kênh này để mình giao lưu với các bạn trong nước và ngoài nước với nhau. Chúng tôi hiện nay đang ở miền Nam của tiểu bang California, cho nên thành ra là cũng thỉnh thoảng cũng có vào xem những cái kênh RC Hobby của các bạn trong nước, và chúng tôi cũng rất là cảm phục các bạn rất là sáng tạo và tự chế được rất nhiều máy bay, tàu, thuyền để mà chơi vô cùng hấp dẫn. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn đã đón xem cái kênh của chúng tôi. Xin tạm biệt. Lấy gà là giọt phải không? Luôn. Cho nên là nhất trong 7 chiếc á. Đấy. Cũng đẹp quá thật.